Ví dụ tôi nói tất cả các bạn là ví dụ như bây giờ, ví dụ như tất cả mọi vấn đề, ví dụ mình cứ những cái tinh hoa của một nước nào đó mình thấy, cảm thấy cái đường lối đó là đúng và mình học cũng được. Học đâu chẳng có gì phải xấu hổ cả, đúng không? Ví dụ như hiện nay đất nước Việt Nam mình coi như là một đất nước đang phát triển, mà phát triển đi sau các nước khác, thì mình học tập những cái tinh hoa của các nước tư bản phát triển. Hiện nay mình phải áp dụng cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước Việt Nam thì cái vấn đề đó là vấn đề rất là tốt. Đấy, không có một cái gì cả, không phải vì là coi như là bọn chống cộng cực đoan ở bên kia thì nó cái kiểu gì mà chúng nó cũng xuyên tạc được hết, cho nên mình không quan tâm đến cái sự xuyên tạc của chúng nó. Vâng, thì cái ví dụ như cái bản thân cái thằng thích được thông lai, ví dụ như cái ví dụ là cái trường hợp bác Nguyễn Phú Trọng có vắng mặt có 1-2 ngày, nó bảo là hiện nay coi như bác Nguyễn Phú Trọng coi như là hiện nay là giả, đắp mặt sáp lên, nhưng mà chúng nó coi như là quá ngu si đần độn, cho nên bọn nó ở bên đấy nó chửi nhau thế đỏi cả lên đấy, vì cái trò xuyên tạc của chúng nó cả. Những xuyên tạc mà ví dụ những người dân bình thường mà không hiểu biết một cái gì cả thì người ta cũng thấy cái sự xuyên tạc của chúng nó rồi. Vâng, những cái trò xuyên tạc của chúng nó thì nói chung là tất cả anh em mình ở trên cộng đồng mạng này đều đã biết cả. Vâng, thì thưa tất cả các bạn, là kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 thì đang diễn ra ở Hà Nội, thì tới hôm nay là được thứ 2, thứ 3, thứ 4 là được 3 ngày rồi. Thì trong cái kỳ họp Quốc hội này thì mình đã, các đại biểu Quốc hội và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổng kết cái sự phát triển của đất nước về kinh tế của đất nước ta trong năm 2018, tức là khoảng 9 tháng đầu năm 2018, thì là theo cái số liệu mà tôi nắm được thì nói chung là trong năm nay coi như là về vấn đề kinh tế thì là vẫn phát triển theo cái đà coi như nước về kinh tế phát triển một cách rất là khả quan và vượt bậc. Thì tôi cũng có khả năng mà ví dụ là nói về cái sự phát triển kinh tế thì mình phải nói về cái gọi là cái tốc độ phát triển kinh tế của đất nước mình như thế nào, đúng không? Cho nên cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chẳng hạn, ví dụ cái thằng rất sân bùi hoặc một số thằng Hùng Phạm một thôi, chúng nó chả biết là với một đất nước Phạm muốn một đất nước phát triển thì mình phải nhìn vào cái tốc độ phát triển của một đất nước đó. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, ví dụ là cái hiện nay á, trong năm 2018 thì là kế hoạch của Quốc hội đặt ra là tốc độ phát triển đạt cỡ khoảng được cỡ khoảng 6,7%, thì đó là đạt được yêu cầu do Quốc hội mình đặt ra. Nhưng mà 9 tháng đầu năm nay thì như tất cả các bạn đều đã biết, tức là tốc độ phát triển của mình coi như đạt coi như là 6,98% GDP, đúng không? Đó là một cái tốc độ mà coi như phát triển rất là mạnh mẽ của cái đất nước ta trong vòng 9 tháng đầu năm nay. Mà trong khi đó nhá, mấy năm vừa rồi ấy, tức là cái tốc độ phát triển của trung bình của một số nước ở Đông Nam Á chỉ có đạt coi như là 5,5% thôi. Đó, cho nên đất nước Việt Nam mình cái tốc độ phát triển coi như là trong là một trong 7 nước hiện nay có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Đó là một cái tin rất là mừng. Chứ bây giờ ví dụ như bọn chống cộng cực đoan chúng nó bảo về hiện nay coi như chúng nó về, chúng nó coi như là thực hiện coi như chúng nó lật đổ Đảng Cộng sản, thực hiện đa đảng để mà tốc độ để mà đưa đất nước mình giàu mạnh hơn. Vâng, bây giờ tôi nói với tất cả các bạn như thế này, tức là bây giờ ví dụ là muốn đất nước mình giàu mạnh thì hiện nay cái tốc độ phát triển nó phải cao, đúng không? Một là cao, hai là bền vững, phải là bền vững, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ như năm nay mình phát triển cứ khoảng 6,8-6,9%, nhưng mà sang năm tụt xuống khoảng 3-4%, thì nói chung đó là một sự không bền vững. Mà theo các chuyên gia kinh tế của mình hiện nay ấy, là nói chung là mình còn có cả khả năng đẩy cái tốc độ phát triển GDP lên cao nữa. Vâng, theo cái ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ấy, thì hôm nay ông nói là là nói chung là mình là phải đưa cái đất nước mình coi như là có tốc độ phát triển GDP coi như là cao hơn nữa. Vâng, thì như vậy thì là
theo tôi nghĩ là cái chỉ tiêu mà của Quốc hội đề ra ở đầu năm ấy là đạt cỡ khoảng 6,7%, nhưng mà 9 tháng đầu năm nay mình đạt được 6,98% rồi, thì nói chung là cái kế hoạch 6,7% là dư sức đạt được. Mà thậm chí một số chuyên gia kinh tế ở nước ngoài người ta nói là tốc độ mà tăng trưởng ấy, về GDP năm nay có khả năng, đúng không, lên đến cỡ khoảng sấp xỉ 7%. Chứ bây giờ ví dụ như 7% năm 2019 thì cái chuyện đấy này cũng chưa biết, nhưng mà tức là cái kế hoạch năm 2019 ấy đạt ra, tức là cái Quốc hội mà đề ra đạt cỡ khoảng 6,6 đến 6%, 6,8%, như thế là ok rồi. Chứ còn ví dụ là mình đặt ra nó cao quá thì ví dụ cái chế độ chi tiêu thì nó lớn lên thì lúc đấy thì nó hụt, thì thà rằng coi như mình đạt cái tốc độ phát triển nó phù hợp cỡ khoảng 6,6 đến 6,8% là coi như là ok. Còn lại là ví dụ như cái chỉ số trượt giá đấy, tức là CPI, về CPI là coi như cũng như năm ngoái, thì năm nay thì nói chung cũng đạt được cỡ khoảng độ sấp xỉ dưới 4%, mà Quốc hội đề ra là 4% thì mình đã đạt được dưới 4% là coi như cũng ok rồi. Vâng, dạo này không sao mà cũng nói nhiều khi nó bị hơi khan tiếng. Vâng, có một vì là tôi cũng nắm được một số liệu ấy, thì là của cái sự phát triển kinh tế. Không, nói chung là 6%, 6,8% thì đến 6,9% là ok. Còn về xuất nhập khẩu ấy, là 9 tháng đầu năm mình đạt được coi như là 359 tỷ đô la đấy. Nhưng mà về xuất khẩu ấy, tức là cả năm thì là tức là còn 3 tháng nữa thì là có khả năng đạt được 475 tỷ đô la, tức là tăng là 11,7%. Vâng, tức về xuất khẩu. Còn về xuất siêu trong 9 tháng đầu năm thì đạt được 5,4 tỷ đô la. Vâng, đó là một cái thông tin về cái kinh tế rất là mừng. Vâng, đất nước Việt Nam của ta đang phát triển một cách coi như là rất là mạnh mẽ. Vâng, chúng ta là những người dân Việt Nam cũng rất là vui mừng. Vâng, xin chào anh Trung Phạm, rất vui mừng đối với sự phát triển của đất nước. Và hiện nay coi như đất nước của mình, hiện nay nhân dân ta đang sống một cuộc sống coi như yên bình, và có chứng kiến sự cái phát triển của đất nước, thì nói chung là mình là người dân Việt Nam thì mình cũng rất là vui mừng đối với sự vừa phát triển, đất nước vừa phát triển vừa yên bình nữa. Vâng, chỉ có coi như bọn chống cộng cực đoan coi như là chúng nó coi như là đất nước càng phát triển bao nhiêu thì ở bên kia thì một số cái kẻ chúng nó càng lồng lộn lên bấy nhiêu thôi. Vâng. À, Lợi Minh có ở đây không? Có thể Lợi Minh lên tham gia cùng mình chứ. Tức là đến 9 tháng đầu năm coi như mình nợ công mới là 60, tức là đạt coi như mới là 61,4%. Vâng, chứ còn ví dụ như giảm, tức là năm ngoái ấy, tức là cái nợ công là 61,8%. Vâng, xin chào Lợi Minh. Thì vừa rồi ấy, mình đã đưa, tức là cái Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 6 đang diễn ra ở Hà Nội, thì là trong cái đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đọc một số cái báo cáo về cái kết quả của sự phát triển kinh tế của Việt Nam 9 tháng đầu năm nay, và nói chung dự tính là cả năm 2018. Thì mình vừa đọc qua một số con số thôi, tất nhiên là còn nữa, thì mình thấy là cái tốc độ phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay coi như cũng rất là mạnh mẽ đấy. Cũng vâng, thì nó đạt, ví dụ 9 tháng đầu năm đạt coi như là 6,98% GDP, mà trong đó trung bình của một số nước Đông Nam Á chỉ đạt được 5,5 thôi. Thì đó là cái mà năm ngoái ấy, thì Quốc hội đề ra là ví dụ năm nay cố gắng đạt 6,7%, nhưng mà thấy cái tốc độ phát triển của mình nói chung là như thế, là mình là người dân Việt Nam rất là đáng mừng. Rồi, xin mời Lợi Minh. Chào anh Bằng, chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì trước khi nói vấn đề kinh tế thì Lợi Minh xin chúc mừng Việt Nam có một cái
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một người phải nói là rất là xứng đáng hợp lòng dân để lãnh đạo đất nước trong cái trường trong cái bối cảnh cái hoàn cảnh đất nước Ok. đang phát triển để cái con thuyền vận mệnh đất nước ngày một phát triển và đổi mới tốt đẹp. Tôi thấy là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rất là tuyệt vời. Đưa cái bí thư ngài bí thư Nguyễn Phú Trọng lên làm chủ tịch trước, tôi thấy rất rất là hay, rất là hay. Nhiều khi một số các thành phần mà chống cộng cực đoan tụi Rồi chào chú nó Lan. cái đường lối lãnh đạo của Đảng, cái đó là nó rất là ngu muội, cái đó là sự xảo trá và bịp bợm. Thật ra thì cái bọn tư bản thì tụi nó cũng na ná giống nhau thôi, nó cũng sử dụng những cái chính sách của nó bị dân mà một số những người mà thành phần mà gọi là cuồng tư bản hay là tôi nói là cuồng Mỹ đó thì nó không nhìn thấy. Để tôi đưa ra một cái ví dụ cho không phải một cái bằng chứng cho anh chị em các bạn thấy đồ Mỹ đó, thì tôi đưa ra ở cái cấp mà gọi là thượng nghị sĩ. Các bạn biết ghen vừa rồi ông ta chết đó. Ông này là một cái lá phiếu rất là lớn, mà ông này là một cái người trong cái quốc hội Mỹ đó, cái tiếng của ông rất là mạnh, cái lá phiếu của ông rất là mạnh trong cái đảng mà Cộng hòa đó, nó cần cái lá phiếu của ông cực kỳ, cho nên ông bám trụ cho tới lúc mà ông chết luôn. Mà các bạn biết ông không từ chức, mà tới lúc ông chết thì thay vì ông phải chết sớm, ông phải từ chức đi, nhưng mà ông không từ chức, ông cố gắng ông giữ tới cái ngày mà ông tắt hơi. Đấy, thì các bạn biết thay vì nó phải bầu một người khác lên thì trong cái quốc hội thì nó chọn, nó thấy là không được, không có người nào mà có đủ uy tín hết. Ngày xưa đó các bạn biết ông John McCain có một cái ông nữa cũng là gọi là John Kyle, ông này là một cái người rất là uy tín, nhưng Vâng, mà xin chào ngài nhân dân. cũng một thời với lại ông John McCain. John Kyle cũng là một thượng nghị sĩ. Các bạn biết khi ông John McCain mà chết đi đó, ông John Kyle ông xin nghỉ hưu lâu lắm rồi, ông xin nghỉ hưu cả chục năm rồi, thì nó không có biết, nó bây giờ nó đi ra kia thay vì nó đi bầu, nó chọn, nó tìm cái người ở trong quốc hội mà đang đang làm việc đó, nó không chọn. Bây giờ nó kêu cái ông mà nghỉ hưu, ông John Kyle nghỉ hưu ra để đặng mà thế cái chức của ông McCain, để đặng mà lãnh đạo, để đặng mà giữ cái lá phiếu. Các bạn thấy không, tụi tư bản nó là nó cũng có lo, nó cũng tìm cách để đặng mà nó lái cái con thuyền mà vận mệnh của nó, tại vì nó không thể cho người ngoài vào được, hay là một cái người khác trong cái đảng của nó, ngay cả trong cái đảng của nó không có thể thế luôn. Thì nó đưa ông John Kyle vào. Hiện nay ông John Kyle đang nắm giữ cái chức vụ của ông McCain. Nó đâu cần bầu đâu, chỉ cần mà có một người nào đó trong cái đảng phái của nó đề nghị lên thì nó cứ ra nó lụm một cái người nào mà có đủ cái uy tín trong cái hàng ngũ của tụi nó năm xưa thì nó làm việc thôi. Nói chung thì ở cái xứ tư bản các bạn biết như thằng Mỹ nó cũng khôn lắm, nó cũng lèo lái, nó lòn lắt làm sao để đặng mà nó lãnh đạo cái đất nước của nó. Thì bây giờ quay để tôi đưa cho anh chị các bạn thấy, mà ở trên nước Mỹ rồi mình mới nhìn thấy những cái mà bọn tư bản nó làm việc, nó cũng cáo già lắm, nó cũng quỷ quyệt lắm, chứ nó đâu có phải là giống như các bạn nghĩ rằng ô bầu cử đồ này kia, hay là những cái hệ thống của nó theo cái hợp lòng dân này, nó cũng làm sao mà cho cái phù hợp theo cái đường lối để đặng mà lợi ích quốc gia đó là hàng đầu, nó làm việc gì cũng vậy. Thì Việt Nam mình cũng vậy thôi. Tôi thấy các bạn thấy mặc dù mình là một đất nước một đảng, thì tôi thấy rằng đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay lên làm chủ tịch rất là hợp lý và hợp tình. Các bạn thấy ngay cả hàng Singapore cũng vậy, khi ông Lý Quang Diệu chết nó cũng đâu có đi bầu ai đâu, nó đưa ông con ông lên. Các bạn thấy không, những cái quốc gia mà ngay cả thằng Singapore nó là một cái thằng gọi là có tam quyền phân lập đó, ông Lý Quang Diệu lên cầm quyền 50 năm ổng chết xuôi rồi con ổng lên nắm quyền tiếp. Các bạn thấy cái tụi mà nó làm việc lợi ích quốc gia, nó thấy cái đó là hợp tình hợp lý, Hợp nó tình lợi lý, vâng, đều thế anh bạn thôi. thấy không Vâng.
Thành ra tôi đưa ra đây để các bạn nhìn thấy những cái luận điệu mà của các thế lực chống cộng cực đoan ở hải ngoại cũng như trong nước, cái đám mà dân chủ cội, thì các bạn thấy rằng cái tình hình trên cộng đồng quốc tế nó cũng có nhiều quốc gia người ta thấy cái quyền lợi dân tộc là trên hết, chứ không phải làm việc theo cái cảm tính ở trên mạng Facebook những vậy. Rất là nhiều người lên trên này chia sẻ những sự việc, đại đa số những cái nhóm mà tự phát, tôi thấy ở trong nước cũng vậy, hay là những cái đám mà chống cộng ở hải ngoại cũng vậy, tụi nó nói bằng cảm tính, mà khi mình đưa ra những cái bằng chứng cụ thể thì nó kiếm cách nó xuyên tạc nấp liếm. Giá anh bằng thấy đó. Rồi bây giờ này xin lỗi là mình bây giờ mình nói như thế này, bây giờ ví dụ bác Nguyễn Phú Trọng thì vừa rồi cái hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng ấy, thì có đề cử bác để ra coi như là ra để Quốc hội bỏ phiếu để bầu chức danh chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì bây giờ mình phải nói, ví dụ cũng có một số người hiểu mà cũng có một số người ta chưa hiểu về cái bây giờ nhé, tức là Quốc hội thì các bạn, ví dụ Lợi Minh và tất cả các bạn và bà con đều biết là Quốc hội là do ai bầu ra? Do tôi và tất cả các bạn, tức là do cử tri bầu ra, những đại biểu Quốc hội, đúng không? Thì những đại biểu Quốc hội đó là đại diện cho tôi và đại diện cho tất cả các bạn. Thì bây giờ coi như là bây giờ các đại biểu Quốc hội lại coi như là bỏ phiếu để bầu bác Nguyễn Phú Trọng ra, đó là do nhân dân chúng tôi bầu ra, đúng không? Đúng rồi. Thì không phải đấy là cái nguyên tắc, mà đấy cũng là cái rất là đúng thôi, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ như đảng mà ví dụ đưa bầu bác Phú Trọng lên chủ tịch nước là không được, đấy là đảng chỉ giới thiệu bác vào thôi. Còn bây giờ ví dụ này, khi mà đưa ra Quốc hội là những người do nhân dân chúng tôi bầu ra, mà các đại biểu Quốc hội mà bầu ví dụ dưới bán chẳng hạn thì nó không được, đúng không? Là phải giới thiệu một người khác lên để mà bầu. Nhưng mà đây là bác Nguyễn Phú Trọng được toàn thể nhân dân Việt Nam bầu lên đấy, đúng rồi, danh chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà Quốc hội là những người do ai, là do những người dân chúng tôi bầu lên để mà đại diện cho chúng tôi, để mà coi như là xem xét về hoặc là về tất cả những tình hình đất nước trong một cái khóa mà do chúng tôi bầu các ngài lên để mà đại diện cho chúng tôi, vâng đấy. Tức là cũng rất nhiều anh em của chúng ta ở đây thì hiểu hết rồi, nhưng mà nói chung có những người ta cũng chưa hiểu đâu, thì nói chung tôi nói những cái điều mà ví dụ nhiều người ở đây là hiểu hết rồi, vâng. Xin mời Lê Minh. Thì mình chỉ khai ra thêm cho một số người ta chưa có nắm vững về vấn đề cái hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như là ở những quốc gia tư bản cũng vậy thôi. Các bạn thấy cái đa đảng nó cũng quyền lợi quốc gia nó là trên hết thôi. Nó đấu đá nhau bên ngoài, nó chơi cái gọi là trò chơi, gọi là cái game của nó thôi. Cái game của nó. Còn ở Việt Nam mình các bạn thấy thì quốc hội là do dân bầu, thì những người đó họ đại diện dân, thì họ là những dương chìa khóa như bộ chứ luôn mình không phải mình ngồi đây cái mình khóa, thấy cái này là tôi đổi cái này tôi đổi kia không có được. Một khi anh đã bầu người đó lên là người ta đã đại diện cho anh rồi, là anh chỉ ngồi đó anh im cái mồm của anh đừng có anh nói một đường và anh lặp lại một ngã, không có được. Tại vì mình đã bầu những người trong quốc hội, họ đã đại diện cái cử tri đoàn, họ ở cử tri cho từng vùng từng miền rồi, thì họ lên tiếng nói của họ. Anh cứ nói chờ tôi một phút. Dạ. Tiếng nói của họ là những người mà đại diện, thì họ quyết định cái ai là người lãnh đạo rất là hợp tình hợp lý. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu về vấn đề một cái bộ máy tư pháp, một cái bộ máy hành chính, chứ không phải mình bầu lên người ta rồi cưới xong rồi mình dưới đây mình không mình bị các thế lực nó giật dây, xong rồi cái mình lên cái bắt đầu mình chửi bới rồi mình phản đối tầm bậy tầm bạ, cái đó là không có đúng. Trong một cái hệ thống làm việc, một khi người ta có cái hệ thống đâu đó thì để người ta làm việc, còn mình đừng có mà chăm chọt cái này nọ thì nó không tốt. Mình chẳng khác nào mình là người gọi là nói hai lời, mình bầu người ta xong rồi mình để người ta đại diện người ta làm việc, tại vì những người đó là những người trí thức, họ rất là xứng đáng để đặt mà họ bầu chọn ra ai là lãnh đạo. Xong mình bầu ta xong rồi mình ngồi dưới đó rồi mình nhìn theo cái cảm tính, rồi xong rồi mình bức xúc rồi lên là chửi bậy chứ bạ, rồi bắt đầu phản đối tùm lum tà la hết, rồi bắt đầu tuyên truyền nhau mỹ dân, rồi cái đám chống cộng dồi bọ nhảy vô rồi đớp theo nữa, bắt đầu
hỗn loạn lên. Đúng rồi, chúng nó đâu có hiểu gì đâu. Thành ra ở đây anh em chúng ta chia sẻ để chúng ta mở rộng cái tư duy ra. Anh chị em các bạn nên nhớ là cái cộng đồng mạng này nó rất là rộng mở, cho nên mình phải mở rộng cái sự hiểu biết của mình. Mình sẽ thấy cái bầu trời này nó không có lý, nó không có giới hạn. Các bạn thấy bầu trời này rất là tuyệt vời, các bạn nhìn lên bầu trời các bạn sẽ thấy rất là đẹp, ban đêm và ban ngày nó được mọi sự quyền bí của nó rất là đẹp, nó không có giới hạn góc cạnh nào cả. Cho nên chúng ta đừng có giới hạn cái sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta cùng nhau mà học hỏi và tìm hiểu nhau. Lên đây cũng chẳng ai dạy ai cả, và chung cùng nhau mình học hỏi. Thì bây giờ đúng rồi, mình học hỏi được rất nhiều nha, về tất cả vấn đề lịch sử này. Ví dụ như ở đây có anh Trần Thị Trung này, anh cũng rất hiểu biết về lịch sử. Nhưng ví dụ mình có khả năng mình hiểu về vấn đề xã hội, vấn đề nọ vấn đề kia, nhưng mà ví dụ về một số vấn đề thì mình không hiểu được. Thì ví dụ mình tham gia các diễn đàn, mình ngồi mình nghe thì mình hiểu được vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nào, hoặc thế giới như thế nào, như thế này thế khác. Thì nói chung là tôi thấy là nói chung là mình hiểu biết được cũng rất là nhiều. Vâng, thì hôm nay này, tức là cái chương trình hôm nay mình nói về kinh tế của Việt Nam, sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Tức là theo cái số liệu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa báo cáo trước Quốc hội, tức là cái vốn FPI tức năm nay ấy, tức là đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 18 tỷ đô la về cái vốn FPI. Còn nợ công nhá, tôi nói với tất cả các bạn này, tức là 9 tháng đầu năm coi như có 61,4% thôi, nhưng mà năm ngoái á là coi như là giảm so với năm ngoái là 61,8%, còn năm 2016 thì là 63,7%. Đấy, tức là nợ công mà chính phủ đặt ra, tức là cái trần nợ công ấy là 65% GDP. Đấy, tức là mình vẫn còn cái mà cái giới hạn ở trần nợ công của 1-2%. Tôi nói với tất cả các bạn ấy, thì nó cũng lớn lắm. Ví dụ GDP là một năm chẳng hạn mình đạt 220 tỷ đô la chẳng hạn, mà ví dụ mình mà cái nợ công khoảng 65%, tức là khoảng 120 tỷ đô la, mình giảm xuống 110 tỷ đô la, thì cái đó là tôi nói đâu bạn 10 tỷ đô la lớn lắm chứ, đúng không? Bán cả một cái nhà máy bia Sài Gòn vừa rồi cho Thái Lan mà đạt có 5 tỷ đô la, hoặc là bán nhà máy sữa Vinamilk bây giờ chẳng hạn, thì dự định đạt cỡ khoảng 10 tỷ đô la. Mà 10 tỷ đô la tôi nói các bạn nhé, thì đủ để làm được con đường cao tốc từ Bắc vào Nam. Đấy, chứ không phải chuyện đùa. Cho nên mình giảm được một chút xíu nợ công đi thì là cái đó là những cái tốt. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ tôi nói với tất cả các bạn này, thì vừa rồi ấy, thì là tôi có nói trên chương trình của Đông Ly rồi, thì bây giờ tôi mình nói về cái nợ công thì nó cũng dài. Nhưng mà nói tóm lại là cái bọn chống cộng cực đoan chúng nó có bảo là Việt Nam bây giờ phát triển cái gì? Các ông toàn đi vay nợ để các ông coi như là phát triển thôi. Bây giờ xây đường, xây cầu như công toàn đi vay nợ thôi. Nhưng cái vấn đề là tôi có nói các bạn là vì một đất nước nào muốn đi vay nợ chẳng hạn, nó phải đề ra cái trần nợ công. Không ông vỡ nợ đúng không? Mà nợ công thì là tùy theo sự phát triển của đất nước, thì mình có nâng trần nợ công xuống không, hay là mình giảm cái trần nợ công xuống. Ví dụ như ở bây giờ tôi nói các bạn nhé, ở bên Mỹ chẳng hạn, đúng không? Năm 2017 mỗi người dân Mỹ nợ 67.000 đô la, mà ở Việt Nam chỉ có 33 triệu một người. Ở Nhật Bản là coi như là nợ công của người ta 300% GDP. Không có nghĩa là coi như Việt Nam mình coi như là nợ công ít hoặc nợ công nhiều. Nhưng cái vấn đề tôi nói các bạn, tôi nói một câu chốt lại, cái vấn đề nợ công ít và nợ công nhiều không quan trọng, mà ở cái khả năng cái nền kinh tế đó trả nợ, vấn đề nợ đó như thế nào mới là vấn đề quan trọng. Ví dụ như mình, tại sao mình đặt cái nợ trần nợ công có 65% thôi, sao không nâng lên 100% hoặc 3% đi? Thì không được, đất nước mình nghèo, đất nước mình có như thế thì liệu rằng bây giờ người ta nhìn vào kinh tế, sự phát triển kinh tế của đất nước thì thằng nước ngoài nó có cho mình vay hay không, anh hiểu không? Cái thứ hai là mình nợ nhiều quá, nhiều khi nó vỡ nợ ra cái mà các bạn đều biết, một doanh nghiệp vỡ nợ thì nó khủng khiếp như thế nào. Một đất nước mà vỡ nợ ví dụ như Hy Lạp chẳng hạn thì khủng khiếp như thế nào đấy. Hoặc kể cả Mỹ, nhiều khi là ví dụ nó chạm đến trần một cái chính phủ Mỹ còn đóng cửa một số ngày đấy. Xin mời Lê Minh. Hello, xin chào anh chị các bạn trong đàn, cảm ơn Bằng. Thì nói chung làm kinh tế bao giờ cũng vậy, nếu mà các bạn muốn đi ra làm kinh tế, các bạn dù các bạn có tiền đi chăng nữa, các bạn cũng phải vay nợ để đặng mà mình nâng cái số vốn của mình lên, để đặng mình làm ăn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi vay nợ đó thì cái chủ nợ hay là ngân hàng quốc tế cũng vậy, nó cho Việt Nam vay nó phải nắm cán chứ, nó đâu có nắm lực
anh chị em các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta không nên sợ hãi khi nghe nói cái một số những thành phần mà chống cộng cực đoan, tụi nó tiên truyền nói gì công Việt Nam mà nợ sắp sẽ bể nợ thế này nó, cái đó làm sao mà bể được. Nhìn cái tổng sản lượng của quốc gia như thế nào, các bạn thấy chỉ có trong 6 tháng đầu năm thôi mà Việt Nam đã xuất khẩu hơn 36 tỷ đô la rồi. Các bạn nghĩ đi, đó là một cái nguồn tiền mà quốc gia đã thu về được. Cho nên chúng ta phải nhìn xa. Tức là 9 tháng đầu năm mình xuất khẩu đạt coi như vào 359 tỷ đô la. Mà các bạn thấy không? Tức là cả năm, tức là mình xuất khẩu được tức 475 tỷ đô la, nhưng mình phải tính mình xuất khẩu, mình phải nhập khẩu. Anh hiểu không? Yeah. Thì bây giờ cái nhập khẩu vâng, nhưng mà mình hiện nay nhá, mình 9 tháng đầu năm nay mình đã xuất siêu được 5,4 tỷ đô la, tức là mình có 5 tỷ đô la nữa vào cái dự trữ ngoại hối của mình. Cho nên là mình tăng cái số dự trữ ngoại hối của mình lên cỡ khoảng độ trên hiện nay là trên 60 tỷ đô la rồi. Đó là một con số nói chung cũng rất là đáng tự hào. Đấy các bạn, như vừa nãy tôi nói nhá, bán một cái nhà máy bia Sài Gòn cho bên Thái Lan, cho thằng Thái Lan đạt được 5 tỷ đô la. Bán nếu mà bây giờ mình bán Vinamilk nữa đã được 10 tỷ đô la nữa. Đấy ví dụ như mà bây giờ ví dụ mình cũng phải để cái thời điểm nào đó nó tốt nhất để mình bán. Tức là hiện nay nhá, tức là mình đất nước Việt Nam mình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là mình chỉ giữ lại một số cái ngành kinh tế mũi nhọn để mình làm đầu tàu để dẫn dắt cái nền kinh tế của đất nước thôi. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ một số công ty của nhà nước hiện nay nhà nước nhé, mình nắm giữ rất nhiều những cái công ty của nhà nước mà làm ăn rất có lãi, ví dụ Vinamilk, Mobifone, Viettel, đấy, hoặc Petronics, hoặc rất nhiều những cái công ty nữa, công ty rượu bia nước giải khát rất là nhiều. Ví dụ như mấy thằng rượu bia nước giải khát thì nói chung là cũng để khi nào cái giá cổ phiếu nó lên cao mà nó có uy tín thì mình lại càng bán, mình lại bán đi, mình lấy tiền đó để mình phục vụ dân sinh. Đấy. Vâng. Thì cái đặc điểm của nước Việt Nam mình hiện nay là mình cũng còn rất nhiều những doanh nghiệp, tức là hình như có 3.500 doanh nghiệp ấy, thuộc về coi như là gọi là cái công ty nhà nước hiện nay quản lý, tức là của nhà nước. Vâng, mà rất nhiều cái doanh nghiệp đó làm bằng còn lại. Vâng. Chào nè, chào anh chị em các bạn, chào anh bạn, nói chung gì chúng ta làm ăn bao giờ cũng vậy, cái chuyện mà vay nợ là chuyện bình thường thôi. Ngay cả như anh Bằng anh đã chia sẻ thì thằng Mỹ hay thằng Nhật, những cái quốc gia cường quốc kinh tế hiện nay nó cũng nợ ngập đầu ngập cổ, chứ đâu phải là nó là cái thằng mà không nợ đâu. Các bạn thấy ngay thằng Nhật thì nó đã nợ trên cái GDP của nó 300%, thì các bạn thấy khủng khiếp luôn, nhưng mà nó vẫn làm ăn rất là bình thường, nó đâu có cái gì mà nó sợ hãi đâu. Ngay cả thằng Mỹ, cái nợ của nó mà hiện nay trên 104% GDP, mà các bạn thấy thằng Mỹ nó cũng đâu có sợ đâu, nó cũng tiếp tục làm ăn và nó vẫn vay vốn hàng giờ và hàng giây để đặng nó điều hành kinh tế. Mà trong khi đó cái nợ Việt Nam của mình, các bạn thấy hiện nay là mình có được nhiều cái ưu thế đó, ngay cả cái đồng tiền kiều hối mà chính thức mình đã được nhận về đó, các bạn thấy trên 13 tỷ đô la rồi. 13,5 tỷ đô la năm 2017. Mà năm nay thì bạn, nó càng cao lên. Vâng. Càng cao lên, nó tăng lên là chứng tỏ gì? Là cái nguồn lực kiều hối nó rất là dồi dào. Và đây là một cái mà nhà nước Việt Nam mình đang khuyến khích, đang kêu gọi rất là mạnh. Các bạn thấy ngay cả những cái giới mà kinh doanh nhân, mà những cái người mà đầu tư kiều bào bây giờ họ cũng đang nhìn chuyển cái chiều hướng về Việt Nam rất là mạnh. Tại vì cái nền kinh tế Việt Nam là một cái nền kinh tế mới, nó đang phát triển trong cái vùng Đông Nam Á hiện nay. Nhất là cái trong cái thời điểm này Mỹ và Trung Quốc đang đấu đá vào vấn đề kinh tế, thì cái lợi thế Việt Nam rất là mạnh. Ngay cả những cái thằng mà tư bản công ty của nó, các bạn thấy nó cũng kiếm cách nó dời vào Việt Nam. Ngay cả các bạn thấy thằng Samsung nó đã đầu tư vào Việt Nam rất là mạnh, đâu cũng trên 6 tỷ đô la chứ không phải ít đâu. Những cái công ty lớn như của thằng Mỹ như Intel nó cũng đầu tư vào Việt Nam rất là khá lâu nay, là với một cái số vốn của nó trên 1 tỷ đô la. Và nhiều cái công ty của thằng Mỹ lớn các bạn thấy nó cũng nhảy vào Việt Nam cái thị trường. Thì đây là những cái bước tiến mà phát triển kinh tế. Nói chung là đối với tôi được nhìn về kinh tế Việt Nam thì trong tương lai phát triển rất là mạnh. Ngay cả những cái thương gia, kinh tế gia của bên Mỹ nó cũng đã khẳng định và nó bình luận rằng
là Việt Nam sẽ là một cái con hổ mới đúng cho rồi cái nền kinh tế của châu của Á, châu Á châu Á các bạn. Những cái kinh tế gia của Mỹ mà nước ngoài tụi nó còn bình luận và nó khẳng cái định vấn đề như thế này. Xin bình lỗi là luận Bình, vừa nãy Thúy Kiều hỏi này, anh Bằng giải thích tại sao vụ đổi 100 US bị phạt 90 triệu. Vâng, là về cho phép thanh toán bằng, bây giờ là cái vấn đề nước nào cũng có cái luật pháp của nước đó. Ví dụ nhà nước mình ấy cho phép thanh toán ở cái vùng biên giới bằng nhân dân tệ. Ok, đấy là pháp luật. Còn ở trong nước chỉ có những anh đổi, ví dụ đô la ở những nơi nào nhà nước được cho phép đổi ở nơi đó thì mình phải đổi nơi đó. Còn mình đi đổi chui, cái vấn đề đó phạt. Chuyện này là đã có pháp luật và rất chính xác, không có sai về luật pháp của nước Việt Nam hiện nay. Đó là về lý, còn về tình thì có khả năng mình sẽ giải quyết cái kiểu khác. Vì các người Việt Nam ấy giải quyết về lý, đó là cái cứng nhắc, nhưng mà qua ở cái lý thì nó có cái tình. Cho nên là theo mình nghĩ là cái bác nông dân đổi 100 đô la đấy mà bị phạt mà 90 triệu đồng thì có khả năng là nhà nước mình sẽ có một cái tình nào đó để giải quyết cho bác đấy. Còn về lý tất cả luật pháp, vấn đề đó là ok, không có gì phải bàn cãi cả. Đó. Đấy tôi giải thích cho các bạn vừa nãy bạn hỏi. Rồi xin mời lại Bình. Là mình muốn tiếp theo cái vấn đề mà anh Bằng vừa mới đưa ra đó, thì tôi thấy rằng cái đây rất là hợp tình và hợp lý. Các bạn không có hiểu về vấn đề tâm lý trong một cái xã hội. Nếu mà nhà nước Việt Nam để dễ dãi cho những đề đồng đô la mà đổi chui như vậy đó, thì các bạn biết nó sẽ bị đô la nội địa hóa. Đúng rồi, rất là nguy hiểm. Nó làm ảnh hưởng tới cái đồng tiền Việt Nam và nó sẽ gây xáo trộn cái kinh tế. Cho nên cái mức răng đe đó vừa mình thấy mình bức xúc, nhưng mà trên cái vấn đề mà tâm vấn đề mà luật pháp đó thì cần nên làm như vậy để đặng mà nó bình ổn lại cái vấn đề mà đồng ngoại tệ mà khi mà bị lưu hành ở trong nước mà luôn tuồn như vậy đó, thì nó sẽ, các bạn biết, nó làm ảnh hưởng tới cái vấn đề, vâng, ảnh hưởng đến đi, cái nền nguy hiểm nền, lắm, rất nền là kinh nguy tế. Hiểm lắm. Vâng, tôi nói với, bây giờ tôi nói Lợi Minh nhé, cách đây có khoảng độ 5-7 năm Lợi Minh về đi mua nhà, nhất là ở những cái tôi không biết ở cái khu vực ngoại thành như nào, nhưng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh anh toàn mua bằng vàng không, 400 cây vàng, 500 cây vàng, đấy, bao nhiêu cây vàng, đấy, đúng không? Thì nền kinh tế tự nhiên là mình vàng hóa. Nhưng bây giờ thì anh thấy không, bây giờ ví dụ anh đi mua một ngôi nhà 30 tỷ, 20 tỷ, 15 tỷ toàn tính với tiền Việt Nam thôi, thì cái đó là nó rất có lợi cho cái nền kinh tế, đúng không? Bây giờ vàng hóa rất là mệt, hoặc đô la hóa rất là mệt. Còn bây giờ ví dụ cái bạn vừa nói nãy, bạn hỏi về vấn đề là ở biên giới được sử biên giới Việt Trung ở cái vùng đấy được sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán, đúng không? Nhưng mà thanh toán phải có nơi có chỗ chứ. Bây giờ ví dụ lên trên đấy bạn đổi đô la Mỹ mà ví dụ đúng theo luật pháp của Việt Nam mà bạn đổi không đúng nơi đúng chỗ, tức là không cái nơi mà ví dụ nhà nước cho phép nơi đấy để đổi ngoại tệ, đổi đô la Mỹ, thì bạn cũng bị phạt, cứ đúng theo cái luật mà phạt thôi, đúng không? Đấy, thì nước nào cũng có cái luật pháp của nó, bên Mỹ cũng vậy thôi. Ví dụ bên Mỹ chẳng hạn, ví dụ bạn đổi thành đồng tiền Việt Nam chẳng hạn mà bạn không đổi đúng nơi đúng chỗ nó cũng vậy. Hoặc ở bên Singapore hiện nay, mà sang Singapore bạn ví dụ như bạn mang đồng tiền Việt Nam ra, chúng bạn cũng có cái nơi mà người ta đổi từ đồng tiền Việt Nam ra đồng Singapore, đồng đô la Singapore để bạn tiêu dùng tất cả các thứ. Đấy, thì ở bên Việt Nam thì cũng thế thôi, không phải căn cứ vào cái luật pháp hết. Rồi, ok, xin mời là mình. Nói chung thì về vấn đề luật pháp, mình thấy cái đó thì nó quá mạnh tay. Nhưng mà đối với tôi thì cái đó thì như anh Bằng nói, tôi nghĩ tiền Trung Quốc là tiền nhân dân tệ thôi. Trên phía sau thì nó chỉ như nó có những cái mà gọi là tình, những cái tình thì đi theo mà mình không có thấy được. Cái hay của ông nhà nước mình gì đó, mình làm như vậy để răn đe. Nhưng mà còn những cái chuyện sau thì bên cái bộ mà thực thi pháp luật đó, người ta có những cái cách hay mà người ta đâu có nói ra cho các bạn biết. Cái đó là cái hay của người lãnh đạo ở chỗ đó, người ta vẫn phải im lặng. Nếu mà người ta nói như vậy thì nó không còn cái tính thượng tôn pháp luật nữa. Trong cái gì người ta, bởi vì cái hay của một cái người mà lãnh đạo của đảng cộng sản gì, cái gì đó, mình đóng cửa mình dạy bảo nhau, mình khuyên lơn nhau, mình sửa đổi nhau để đặng mình xây dựng đất nước, chứ đâu phải mọi thứ cái gì cũng phải mà tung hô ra ngoài xã hội đâu. Cho nên các bạn cần phải có một cái tầm nhìn chiến lược, có tầm nhìn xa để rằng mình thấy rằng cái công cuộc xây dựng
phát triển đất nước nó rất là hay. Theo tôi thấy là như vậy. Nhiều khi mình nhìn thấy ở cái ông nông dân đó bị đổi bị phạt vì báo chí truyền thông Vâng. nó dùng cái đó để đặng mà nó làm lan rộng ra cho nhiều, nó vừa răng đe Đúng. mà nó cũng có một số người họ không hiểu thì họ bức xúc. Nhưng mà các bạn, những người mà người ta làm ăn đó, nếu mà bị đồng đô la mà bị